Đây là cây sọp nè mọi người. Nhìn cái sọp trái khủng hoảng. Quá là trái. Sóc nó về đây nó ăn. Các loài chim mình quạch rồi nó về đây nó ăn. Quá trời của đất trái. Sọp. À, đây là cây lộc vừng. Đây là vừng. Đây là cây trắc nè mọi người. Có nhiều người cũng chưa biết cây trắc đâu nha. Đây, cây trắc đây. Cây trắc là người ta mua bằng ký đó nha mọi người. Đây cây trắc to ghê không? Trắc to lắm. Nói chung cũng chưa to lắm nhưng mà về là cũng dạng to rồi. Ở đây bọn Phong có treo một con đa đa này. Đa đa. Đây là cái sung. Cái sung. Cái sung. Mấy cây sung này ở trong rừng bọng bọng như thế này là mấy chè lửa, chè than rồi đó. Nó thường vô đây nó lóc ổ lắm mọi người. Có bọng. Sung. Ui trái. Quá là trái rồi. Sung. Đây cái ao, ao cá. Ui sợ, ở dưới đây cũng cá quá trời, cá bể màu dưới đây. Nhiều lắm luôn. Ở đây có cái lồng. Chim đâu không biết, đa đa đâu không biết còn lồng không. Cái lồng bằng đồng này Hoàng nha. Cái lồng rất tuyệt vời. Lồng rất đẹp luôn. Mà chim nó mất còn lồng không. Đa đa gái. Đây cây lộc vừng cũng to lắm nè mọi người. Cây lộc vừng hết hồn luôn. Đây bàn tay nè. Đây quá dữ rồi. To mấy cây lộc vừng cũ không. Đây cây sọp. Cây sọp trái quá rồi trái. Mấy chim lại đang ăn. Hình như có tiếng nhang, tiếng sóc gì đó. Nghe chim, chim đầu đỏ nữa kìa. Sâu đỏ nhiều á. À, chim sâu đầu đỏ kìa. Con sóc hay con nhang gì kia chết 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 chết. Nhang vô ăn ta. À, nhang vô ăn mấy trái sọp này hả? Ui, sọp đó, kinh khủng. Trắng phao luôn. Chim chích đầu đỏ quá trời luôn ha. Nhãn lồng. Đây là nhãn lồng nè. Nhãn lồng cái chùm chùm luôn. Đây, trùm nhàn chùm nhãn lồng chín. Đâu? Vô cái hồ này xem cá này. Chú đang xúc hồ. Úi xa. Kìa, cá kìa. cá trê châu Phi hả chú? Cá hồng vĩ phải không? Cá hồng vĩ. Cá hồng vĩ với lại cá tài tượng. Trời ơi, kìa, cá bự kìa. Đã không? Cá tài tượng, cá hồng vĩ, cá lau kiến. Cá hồng vĩ là cá trê châu Phi là con đó mọi người. Mấy con này là cá vừa là cá tai tượng. Mấy con kia cá lau kiến. Đây là cá này, cá coi. Đây là cá hồng vĩ nữa nè. Cá hồng vĩ, cá tai tượng nè. Sáng giờ chú xả hồ hả? Giờ cạn rồi bơm nước vô. Sáng giờ bơm tới. Dạ. Đã quá. Quá đã luôn. Ở bên này coi, nó có nằm bên này. Đâu rồi? À, nó qua bên kia hết rồi. Nó qua bên đó. Đây, quay lại cái quay lại cái cây nhãn lồng. Trái nhãn lồng. Đó, ghê không? Quá trời luôn nè. Trái nè. Đi xa. Nhiều lắm luôn. Chín hết rồi. Nhãn lồng chín nhiều lắm Phong ơi. Dạ. Sao không hái cho mấy nhỏ nhỏ nó ăn để nó rụng uổng. Ăn chơi cho vui. Nè, nó ăn rác lử nha, ăn nhiều rác lử nha. À vậy hả? Trời ơi, ở ngoài kia không thấy thấy mà vô đây nè, lụp lụp trong đây quá trời đất nè. Mà phải trái được cho ăn nhiều rác lử lắm á. Ừ, nó chín rồi nó rụng nè, đụng đụng cái rụng. Rụng nó chín hết rồi.
nói chung nó chín đỏ hết rồi. Những lòng rác lửa tại mình cái vỏ nó nhám nhám, mình phải lột cái vỏ ra. Thì mình lột bỏ vỏ nhưng mà ăn chút cũng rác lửa à. Những lòng chùm 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 chà bá lửa luôn, hai chùm. Đây hai chùm. Đó.